Tốc độ truyền của cái máy này hệ đời cũ nên tốc độ truyền là 4.8. Cả cọc bọt bình thường của máy tính là 9.6. Thì đầu tiên là ta phải chỉnh sóng số đến cái sim có trước. Vô tránh một trận rồi đi xe đục. Không, vô xe đục. Đi theo ta chọn máy 1 hay máy 2 ha. Tiếp tục. Không, cộng 1 hay cộng 2 thì ta nhớ, cộng 1. Tốc độ truyền 4.8. Bịt chân 2, bịt truyền 7. Bây giờ tiêu truyền event. Con cái này chọn software. Rồi chắn mixing đó, theo bạn bấm cho nút start rồi đi mua mã CE VC bấm chích go sen. Rồi đó là truyền. Ok, đó là cách cài đặt hỏng số trên Synco. Nhưng mà cầm tiếp theo là do trên Synco chuyên 4.8 nhưng mà cọc bọt của ta là 9.6 lần nên là vô trong My Computer chỉnh lại cái cọc chuyên của ta, nó nút start My Computer phải chuột bấm vô manager không bấm vô device xăm vô cọc bọt bọt nhau rồi là ta chỉnh cọc 1 cộng 1 không? Rồi phải chụp của cộng 1 bấm property đang bấm bọt setting thì đây ở chỉnh về 4.8 bị tuyên rồi bị chân đó kiểu là kiểu hai quay. Ok đó, đó là cách hạ tốc độ truyền xuống từ 9.6 từ 4.8 đó là kiểu truyền. Bao giờ nếu mà máy vẫn nhận không được á, bấm vô property tiếp. Máy truyền không được á, vô advanced tiếp. Hạ tốc độ đường truyền xuống, bấm chích vô view. Hạ tốc độ của truyền mà nhận xuống về mức quay không luôn. Ta nào nhận được. Đấy. Ok. Bấm ok. Đó là hạ tốc độ đường truyền xuống. Đối với các máy mắc lỗi LED thì không được thì đồng hà đường truyền xuống như vậy á. Chuột vô property làm vô bọt setting vượt van hạ tốc độ xuống, hạ tốc độ xuống thấp luôn á, được không?